Hiệp 1 trận đấu ra đội Việt Nam mùa hè đã bắt đầu. Áp sát rất nhanh. Chúng ta đã xem đi bóng. Quang Hải. Không phải, đó là Hùng Dũng. Hơi chậm nhưng vẫn còn. Quang Hải. Tuấn Anh. Những pha chạm bóng gần nhất là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho cầu trò để ứng phó với khả năng kiểm soát của đối thủ. Những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Chúng ta đã giành được bóng. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp. Không kịp. 12 năm sau, thế hệ mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu đã có nhiều sự trưởng thành. Chúng ta có một huấn luyện viên giỏi gắn bó hơn 2 năm qua. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền là của Quang Hải. Trong lượt trận gần nhất của vòng loại World Cup lần này đã khiến cho Phan Bắc Vích phải gọi lại những cầu thủ như Vodit Abbas. Quang Hải. Trọng Hoàng. Pha bắt bài rất nhanh. Tiến Linh. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Hùng Dũng. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhận thấy một tình huống thật sự đáng kể nào của đội bóng áo trắng gần với khu 16m50 của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những khó khăn nhất định ở khâu kết nối khi đến gần với khu cấm địa của đối thủ. Nhưng về tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến lúc này, dù vẫn là ít hơn nhưng đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự cải thiện. Đỗ Hùng Dũng. Văn Toàn. Tuấn Anh. Văn Toàn. Nhưng chúng ta đang có một đội ngũ tấn công dày hơn. Tiến Linh. Văn Toàn. Với tình huống thoát xuống gần nhất của Văn Toàn, chúng ta đã có một pha trả ngược tuyến hai rất đẹp. Đó là một ý tưởng không tồi cho một trận đấu mà chúng ta phải đối mặt với một hàng thủ. Văn Toàn rất nhanh và khéo. Trọng Hoàng. Quang Hải. Văn Toàn. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Cơ hội. Tiến Linh. Tiến Linh. Phạm Linh. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn hảo để ghi bàn. Chúng tôi phục vụ khán giả và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Bàn thắng thứ hai của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể thấu hiểu được
tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn bàn lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Đường chuyền của Hùng Dũng. Hơi mạnh một chút. Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Tiếp tục là không thấu đỏ. Đường chuyền là của Hùng Dũng. Tiến Linh. Đá có lối việt vị của Tiến Linh. Duy Mạnh. Đây là Trọng Hoàng. Đường chuyền là tầm thấp. Bắn toàn. Với Công Phượng, vì quãng thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng. Quang Hải. Tuấn Anh rất chuẩn mực. Trọng Hoàng. Quế Ngọc Hải đã kịp quét bóng. Rất điệu đà Quang Hải. Hoàng Đức. Hoàng Đức đành phải chuyền về vì không có ai xung quanh. Hùng Dũng. Sự bối rối của ông Văn Hoích và những trợ lý rất đông đảo của mình lên đến 20 người. Hoàng Đức. Tay được kéo vào trong đá trung vệ. Đức Huy. Không thể có sự có mặt của Ma Khút. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng. Vẫn còn. Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Đức Huy. Pha giật gót của Văn Hậu. Các học trò của Văn Hậu dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đỗi tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này. Và thắng suýt được ghi do công của Tiến Linh.